thì chúng ta được biết đến rất là nhiều các định lý, tính chất cũng như là các tiên đề. Tuy nhiên thì nhiều khi chúng ta lại được áp dụng và thừa nhận các định lý một cách khá là thụ động. Đã bao giờ các bạn thắc mắc hay là tự đặt một câu hỏi sau khi được học về một cái định lý nào đó chưa? Tôi thì vẫn thường hay thắc mắc rất là ngớ ngẩn. Ví dụ như tại sao định lý Pythagore thì lại chỉ áp dụng cho tam giác vuông? Trên tam giác thường thì sao? Cái công thức Pythagore AB bình cộng AC bình thì liệu nó có một cái giá trị đặc biệt nào khác hay không? Liệu nó có như tam giác vuông bằng BC bình hay bằng một cái giá trị nào không? Vân vân. Bài giảng hôm nay của tôi thì thật ra chỉ là một cái ví dụ khá là đơn giản. Tôi lấy từ một định lý cũng khá là quen thuộc. Tuy nhiên thì tôi hy vọng đó là các bạn sẽ cảm thấy thú vị và có hứng thú trong việc đó là tìm ra các đáp số mới cho toán. Trong sách giáo khoa toán 7 thì chúng ta được biết đến định lý đó là trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Việc chứng minh định lý này thì không khó. Tuy nhiên cái vấn đề nảy sinh ra ở đây đó là ở trong tam giác vuông, đường trung tuyến kẻ từ đỉnh của góc vuông thì có độ dài bằng nửa cạnh đối diện, tức là cạnh huyền. Vậy thì ở trong tam giác mà có đường trung tuyến kẻ từ góc nhọn hay góc tù thì độ dài đường trung tuyến đó sẽ như thế nào với nửa cạnh đối diện? Vậy thì chúng ta thử đi tìm hiểu xem thế nào nhé. Đầu tiên thì mình chứng minh lại cái định lý trên. Việc chứng minh định lý này thì mình sẽ dễ dàng sử dụng đường trung bình tam giác để chứng minh nó. Xét tam giác ABC. Với trung tuyến AM. Và điều chứng minh của chúng ta bây giờ đó là phải chứng minh làm sao cho AM bằng 1/2 BC. Thì mình gọi N và B lần lượt là trung điểm. Của AB và AC. Dễ dàng nhận thấy là NM, MB lần lượt chính là đường trung bình của tam giác ABC, bởi vì là theo tính chất đường trung bình thôi. Ta có NM, MB chính là đường trung bình của tam giác ABC. Đó thì NM sẽ song song và bằng 1/2 AC, hay là NM sẽ song song và bằng AP. Rồi MB cũng sẽ song song và bằng NA. Rồi cái tứ giác NMPA lại có góc A vuông. Điều đấy mình có thể dễ dàng suy ra được tứ giác NMPA chính là hình chữ nhật. Khi tứ giác NMPA là hình chữ nhật thì hai đường chéo NB sẽ bằng AM. Các bạn để ý thấy NB cũng chính là đường trung bình của tam giác ABC. Nên mình cũng có thể suy ra được là NB song song và bằng 1/2 BC. Khi NB song song và bằng 1/2 BC thì đây là điều 1 và đây là điều 2. Từ 1 và 2 các bạn cũng đã có thể suy ra được là AM chính bằng 1/2 BC. Đây chính là điều phải chứng minh của định lý. Việc chứng minh định lý này hoàn toàn không khó đúng không? Nhưng mà vấn đề thắc mắc đó là bây giờ chúng ta thử đi xem là đường trung tuyến trong cái tam giác mà lại kẻ từ góc nhọn hay một góc tù thì sẽ như thế nào với một nửa cạnh đối diện của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xét tam giác. Chúng ta đi xét trường hợp xem là trung tuyến trong một tam giác
kẻ từ đỉnh góc nhọn. Bây giờ mình cũng xếp một tam giác ABC với góc A nhọn. Đây, mình có thể vẽ tam giác ABC như này, góc A nhọn và cũng có trung tuyến AM. Bây giờ mình gọi H là hình chiếu của C trên AB. Các bạn thấy khi H là hình chiếu của C trên AB, tức là từ C mình kẻ đồng vuông góc xuống AB, vì là góc B nhọn, góc A nhọn nên suy ra H sẽ phải thuộc AB và H khác A khác B. BHC. Vậy các bạn có thể dễ dàng suy ra được là HM cũng chính bằng 1/2 BC theo tính chất vị lý ở bên đây. Bây giờ mình đang cần phải so sánh AM với cả 1/2 BC. Các bạn để ý là mà 1/2 BC thì cũng chính bằng HM. Vậy thì chúng ta có thể quy bài toán này về đó là so sánh AM và HM. Bây giờ so sánh AM và HM thì các bạn để ý thấy AM và HM cũng chính là hai cạnh của tam giác AHM. Các bạn còn nhớ tính chất đó là trong một tam giác thì cạnh đối diện với góc lớn hơn sẽ lớn hơn. Có một tính chất đó là trong một tam giác thì cạnh đối diện với góc lớn hơn. Suy ra là góc AHM sẽ là góc lớn nhất.
tam giác AM. Vậy góc lớn nhất vậy tức là nó sẽ lớn hơn góc A1. Vậy thì mình có thể dễ dàng suy ra được là AM sẽ lớn hơn góc AM. AM lớn hơn AM tức là trong một tam giác nếu mà trung tuyến được kẻ từ góc nhọn thì đường trung tuyến đó sẽ lớn hơn 1/2 cạnh đối diện. Nó khác với định lý của tam giác vuông, của đường trung tuyến kẻ từ góc vuông thì đường trung tuyến của kẻ từ góc nhọn có sự khác biệt, nó sẽ không bằng một nửa cạnh đối diện mà sẽ lớn hơn một nửa cạnh đối diện. Chúng ta rút ra được định lý. Đường trung tuyến kẻ từ góc nhọn tam giác thì sẽ lớn hơn một nửa cạnh đối diện. Từ đây chúng ta đã khai thác được tính chất của đường trung tuyến trong góc nhọn của một tam giác. Vậy đối với một tam giác mà có góc tù, vậy thì đường trung tuyến kẻ từ góc tù đó sẽ như thế nào đối với cạnh đối diện? Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu một bài toán khác. Bây giờ trường hợp 2 đó là chúng ta đi xét đường trung tuyến kẻ từ góc tù. Và cũng có trung tuyến AM. Xét tam giác ABC với góc A lớn hơn 90 độ và trung tuyến AM. Trung tuyến AM đây. Chúng ta sẽ đi so sánh xem trung tuyến AM sẽ như thế nào với 1/2 cạnh đối diện, tức là như thế nào với 1/2 của BC. Để so sánh thì mình sẽ lập hình bình hành ABDC như sau. Mình lập hình bình hành ABDC. Bây giờ để so sánh AM với 1/2 của BC hay là so sánh AM với MC thì mình sẽ nghĩ việc đó là so sánh MC với 1/2 của AD. Mà 1/2 của AD cũng chính là AM. Vậy thì lúc đấy so sánh MC với 1/2 của AD cũng chính là so sánh MC với AM. Các bạn để ý là trong hình bình hành thì tổng hai góc trong cùng một phía thì sẽ bằng có tổng 180 độ. Có nghĩa là góc A này với góc C sẽ có tổng bằng 180 độ. Đầu tiên đó là ta đi lập hình bình hành. A, B, C, D. Lập hình bình hành A, B, C, D. Các bạn để ý là góc A và góc C, mình gọi đây là góc A1 và đây là góc C1. Thì ta có góc A1 cộng góc C1 chính bằng 180 độ. Đây là tính chất tổng hai góc trong cùng một phía của hình bình hành. Hai góc này có tổng 180 độ, mà góc A1 thì lớn hơn 90 độ theo giả thiết. Vậy thì mình suy ra là góc C1 sẽ phải nhỏ hơn 90 độ. Khi góc C1 nhỏ hơn 90 độ, tức là tam giác CM chính là đường trung tuyến kẻ từ góc nhọn của tam giác ACD, hay CM chính là trung tuyến. Kẻ từ góc nhọn
của tam giác ACD mà theo chúng ta vừa chứng minh ở bên đây, đường trung tuyến kẻ từ một góc kẻ từ góc ngoặc của một tam giác thì sẽ lớn hơn nửa cạnh đối diện. Vậy theo một này thì các bạn sẽ thấy là CM sẽ lớn hơn 1/2 AD, hay CM sẽ lớn hơn AM. CM lớn hơn AM cũng có nghĩa là AM thì nhỏ hơn 1/2 DC. Đến đây chúng ta cũng có thể rút được một định lý cho mình, đó là ở bên đây thì đường trung tuyến kẻ từ góc nhọn của một tam giác thì sẽ lớn hơn một nửa cạnh đối diện. Còn ở bên đây thì chúng ta sẽ suy được ra rằng đường trung tuyến kẻ từ góc tù của một tam giác thì sẽ nhỏ hơn một nửa cạnh đối diện. Từ bài này chúng ta suy ra thêm được một định lý, đó là trong một tam giác đường trung tuyến kẻ từ góc tù sẽ nhỏ hơn một nửa cạnh đối diện. Thực ra cái điều này mình nghĩ là nó không có gì là quá đặc biệt. Tuy nhiên thông qua bài giảng này thì mình mong đó là các bạn sẽ luôn khi học định lý hay học tính chất thì chúng ta phải luôn biết thắc mắc và biết đặt ra câu hỏi. Chúng ta có thể là chúng ta luôn được thừa nhận và luôn được áp dụng, nhưng nếu mà chúng ta biết biến đổi những kiến thức đó thành kiến thức của mình thì mình nghĩ là tư duy về toán của mỗi chúng ta sẽ luôn sâu sắc và đầy đủ hơn.